chào các bạn. Hiện tại thì Martin tụi mình có hoạt động thêm một server mới tên là supernc.vn. Tại đây thì có rất nhiều các mini game hấp dẫn và kèm theo rất nhiều ưu đãi để các bạn có thể thỏa sức đam mê. Và còn chần chờ gì nữa, bắt đầu intro thôi nào. Hello và chào mừng tất cả các bạn đã tới với channel của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại tập 4 của Minecraft thời kỳ trung cổ. Và ở 3 tập trước thì mình thấy khá là thú vị các bạn ơi. Và bây giờ thì mình đang buổi tối các bạn ơi. Mình đã dọn dẹp lại căn phòng và cũng như dọn dẹp lại rương đồ để chúng ta có thể gọi là chuẩn bị cho chuyến đi khám phá tiếp theo. Nói chung thì đây sẽ là căn cứ của mình và mình sẽ cần sửa sang lại cho nó xịn xịn chút xíu. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ cần nhiều đuốc ấy. Mình sẽ cần làm một ít đuốc các bạn ơi. Tại vì đuốc nó sẽ tương đối quan trọng ấy. Bây giờ nhà mình nhìn nó cứ tối kiểu gì ấy. Ok. Ở đây chúng ta có thể dùng thêm, mình sửa sang mấy cái bàn này lại, đổi vị trí ấy, để chúng ta có thể đặt những cái rương ở đây, để mà sau này mình có thể cất đồ được. Đó, có sách thì mình để rương này. Ở đây thì mấy dụng cụ mình có đem theo được thì mình sẽ để đây. Có tới tận 46 cái này lận. Cái này thì chúng ta có thể chế tạo được cái món vũ khí Legendary này. Mặc dù thì mình thấy nó cũng khá là bình thường. Anh có thể chế được cái cung này khá là xịn này nha. Được. Có thể chế tạo những cái này cần hiểu đúng không? Khá là xịn nha. Nhưng mà mình nghĩ á là mình nên đi ngủ đi. Nên ngủ trước đi các bạn ơi. Tại vì các bạn có thể thấy là đây, bên ngoài có khá là nhiều chấm đỏ luôn. Và không biết những con quái vật nó được sinh ra là con gì. Nên mình đang khá lo. Cái cửa này của mình ấy là mình chưa có xây dựng lại được. Nên nhìn nó hơi rộng rộng cái này nên hơi toang. Ở đây thì mình đóng cửa lại được nè. Thì hôm trước tụi mình đã giết một ông phù thủy ở đây rồi. Ông ở dưới sàn các bạn ơi. Chứ ông không trong ngôi nhà này. Suy ra thì ngôi nhà này cũng ngôi nhà phù thủy ấy. Nó cũng khá đặc biệt đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài xem thử chút xíu xem. Mấy cái chấm đỏ là cái con quái gì ấy nhờ. Mình đang cần mấy cái sỏi á, không biết dưới đây có sỏi không. Để mình làm cái bật lửa mình đốt mấy cái này lên. À sỏi đây rồi, được tuyệt vời. Đây, mình có làm một cái đường đi lên đi xuống cho nó xịn xịn này. Giờ mấy cái chấm đỏ tụi bay biến mất dùm cái đi. Đó, các bạn thấy không. Có một khối Enderman. Và ngoài đây là những cái tên trộm đúng không. Những tên cướp sa mạc này. Những tên này thì mình khá là quen rồi. Nên cũng không có gì đặc biệt hết. Ok, ổn rồi chứ. Trời ơi, nó ngay dưới chân tôi luôn. Một con creeper thôi, nó nghiêng nghiêng cái đầu thấy ghê thiệt. Nhờn này, mình không cho nó nổ được nhé. Tại vì đây là khu vực nhà mình. Nó nổ là toàn lắm các bạn ơi. Ghê thật sự ạ. Chúng ta sẽ lấy cái cây sẻng kim cương này để mà đào một ít sỏi ở đây. Chắc là hai sỏi thôi. Lên trên kia mình sẽ đổi nó ra thành cái đá lửa sau cho nó an toàn. Tại vì khu vực này nó khá là nguy hiểm. Hả, khu vực nhà này tuy là nó đẹp thiệt, nhưng mà nó hơi bị nguy hiểm đấy. Bây giờ thì thử vận may xem nào. Đó, được liền. Bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một viên sắt nha. Để chúng ta có thể chế tạo được một cái này. Đó. Rồi mình thử mình thắp sáng cái chỗ này lên xem sao. Đó. Thì như vậy là nhà mình nó mới đẹp được. Đó các bạn thấy không. Nhà mình nó mới sáng là được một phần này. Ở đây thì chúng ta sẽ thắp sáng cái này chưa. Cái chỗ ngoài đây nó còn chưa thắp sáng này. Ui lỡ tôi. Rồi thắp sáng. Thắp sáng. Tính ra nhà mình có nhiều chỗ tôi chưa thắp sáng thiệt. Trời ơi. Con này là con rắn 7 đầu này. Ủa con rắn nhiều đầu này. Thì càng đánh nó sẽ càng xuất hiện thêm nhiều đầu nhá. Tuy nhiên con này nó sẽ bất tử và độc của nó cực kỳ mạnh luôn. Mình nghĩ mình chưa đủ sức nó đánh nó đâu. Cái biome này là biome sinh ra nó này. Nên chúng ta phải chấp nhận thôi các bạn ơi. Đáng sợ thật sự ạ. Ở đây mình sẽ thắp sáng thêm cái ngôi nhà của mình đi. Tại vì nhìn nó hơi tối chứ nó hơi nguy hiểm ấy. Ngoài đây không có thì chúng ta sẽ thắp đốt đi. Ở những cái chỗ này. Vì trong tương lai đây là ngôi nhà của mình mà. Đó. Chúng ta phải định cư sớm thì chúng ta mới có thể đi khám phá cho nó xịn sò con bò được. Ok là chưa. Ở đây chúng ta sẽ vẫn còn hơi tối chút xíu chỗ này. Rồi, như vậy mình nghĩ là ổn rồi đấy. Có gì mình sẽ sắp xếp lại cho nó ổn hơn. Thì các bạn nói mình ấy là lần trước mình đã để quên một cái quần có cái dòng Mythic. Thì nó rất là xịn. Và nó nằm ngay cái vị trí này đây. Ôi kìa. Nó nằm ngay vị trí này. Bây giờ mình sẽ tiến lại chỗ đó để mình lấy luôn. Và sau đó mình sẽ đi khám phá sau nhé. Mình muốn lấy lại cái quần sắt đó để xem coi nó xịn như thế nào. Không biết là mình nên đi đường nào cho nó an toàn. Chứ mình có thể bị va chạm với con rắn lúc nãy ấy. Nó khá là ghê các bạn ơi. Ok đi thôi. Ủa các bạn ơi, hiện tượng này là sao vậy? Con này nó ăn bánh mì hả? Không biết nữa. Mình vô tình mình click chuột vô hai cái gì tự nhiên nó nổi trái tim lên quá trời luôn. Mình mới vừa lấy được cái quần Mythic này. Và cái quần này ấy, nó có cái dòng là không phá được. Các bạn thấy không? Không phá được là cái quần này nó sẽ không bao giờ hư đúng không? Giáp cộng thêm của nó là cộng thêm 5 giáp. Không, nó là 5 giáp có sẵn và cộng thêm 3.45 giáp nữa là nó sẽ được khoảng 8 gần 9 giáp. Thì nó vẫn sẽ hơn cái quần kim cương của mình đang mặc á các bạn ơi. Và nó có dòng không thể phá được luôn. Và nó có thêm một cái dòng màu tím nữa. Là This item enchantable lady is increased by 24. Wow, 24 là nhiều á các bạn ơi. Và các bạn nói mình ấy, cái dòng Mythic này nó rất là xịn luôn. Nên chắc là tạm thời mình sẽ dùng cái dòng này nhá. Nhưng mà tại sao cái con này nó lại thích tôi. Cái lại nó thả trái tim vô đầu tôi quá trời luôn. Dễ thương thật sự luôn ấy. Nó đâu rồi ta.
có một cái con trồn các bạn ơi. Rồi tuy nhiên ấy, ở cái biome này thì mình nghĩ là mình nên chạy thôi. Và mục tiêu của mình trong tập hôm nay là gì? Mục tiêu của mình ở trong tập hôm nay ấy, là mình sẽ đi khám phá khu vực sa mạc này. Từ khu vực nhà mình đi lên hướng này để khám phá. Và trong tập sau nữa thì mình sẽ đi khám phá địa ngục. Tại vì ở trong series này có rất rất nhiều thứ mới lạ nên mình sẽ cần đi khám phá và tìm hiểu hết. Và cái mục tiêu của mình ấy, ở trong những cái tập này ấy, là chúng ta sẽ cố gắng tìm những cái con... tính ra mình hoàn thiện được cái nhiệm vụ này nè. Là mình... cái mục tiêu của mình ấy là cố gắng làm xong ở Overworld hết. Và chúng ta đi khám phá cho nó xịn ha. Cũng khá là được. Ngoài ra, một cái mục tiêu song song với đó là chúng ta phải có được Ultimarai. Đây, cái quặng Ultimarai này nó sẽ yêu cầu rất rất nhiều Netherrai. Nên mình sẽ cố gắng bằng mọi giá đi tìm thật là nhiều for Netherrai nhé. Tại vì nó sẽ tương đối là có giá trị đấy. Ok đó nè. Hello. Con này nó ăn bánh mì hay sao ấy? Đúng rồi. Con này nó ăn bánh mì. Nhìn... Trời ơi, nhìn dễ thương kìa. Nó giơ tay nó xin mình kìa. Cho nó ngỏ đi. Đó, cho một ổ đó. Dễ thương thật sự luôn ấy. Thì ra để nuôi những con chồn. Con này con gấu mèo hay là con chuồn, con chồn người ta. Mình thì mình không rành lắm. Nhưng mà mình sẽ sau này nếu mà nó ở gần nhà mình ấy thì mình sẽ bắt về nuôi nhé, tại vì nó dễ thương thật sự luôn ấy. Tội nghiệp cái ông gatekeeper thật sự, các bạn thấy ngôi nhà của ổng toang không? Hôm qua thì mình làm rương ấy mà mình không có đủ gỗ ấy. Nên mình lại đây mình ven mai một phát cái trời ơi. Hết nguyên căn nhà gỗ của ổng luôn. Ôi công nhận cái chỗ này hơi khó đi thiệt luôn ấy. Chúng ta sẽ cần tiến vô khu vực sa mạc này. Nó sẽ có những con sâu sa mạc ấy. Nó rất là to khổng lồ ấy, nên mình phải cẩn thận những con này nhé. Ở đây thì có khá là nhiều lava này. Khá là được. Mình cũng có thể ven mai hắc diện thạch đồ ấy. Khá là ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến tới để mình loot cái tòa tháp này ha. Tại vì nó sẽ có đồ xịn cho mình ấy. Hy vọng mình sẽ có thêm được những cái đồ mythic. Tính ra thì nhìn kỹ là cái quần này nó xịn hơn cái quần kia thiệt. Ok, ngon lành đấy. Chúng ta sẽ dùng nó. Đó có mấy con. Mấy con này con rắn sa mạc các bạn ơi. Không biết nó có cắn mình hay không nữa. Ở đây chúng ta sẽ đi vô thôi. Trời ơi, chiên một lướt cái này thì khá là xịn. Nha. Không biết mình có nên chế tạo vũ khí khác hay không. Tại vì mình dùng cái này mình sợ nó bị hư quá. Nhưng không sao đâu, khi nó gần hư thì mình sẽ ép cho nó cuốn sách sửa chữa là được ha. Ở đây chúng ta sẽ phá ba cái TNT này đi. Và ở đây lại có cho mình một cái quần kim cương khác. Hy vọng là mythic. Đó là common thôi. Và cái này thì nó cộng thêm cho mình độ bền áo giáp, chứ nó không có cộng thêm giáp. Nên là cái này vẫn yếu hơn cái quần của mình hiện tại. Mình chắc là sẽ không lấy cái quần này đâu ha. Ở đây chúng ta sẽ có... Wow, Rubber 4 à. Cái dòng này thì mình không biết tác dụng của nó là gì hết. Nên là chúng ta cứ... có nó đi. Còn những quyển sách này cũng được. Nhưng mà những cái dòng màu tím thế này ấy, mình nghĩ nó sẽ rất rất là xịn. Nên chúng ta cứ giữ hết đi. Cái chỗ này thì hôm qua mình đi khám phá xung quanh thì mình cũng đã xem rồi. Nó là một cái khu vực của tụi cướp dân làng các bạn à. Nhưng mà ở sa mạc nên công trình nó nhìn nó sẽ tương đối là lạ chút xíu. Ở đây chắc là mình sẽ cất đi những cái chỗ này để chúng ta có thêm hành trang và chuẩn bị loot nhá. Một pha loot thật là xịn nào. Mình sẽ không cần cái dụng cụ đánh lửa nữa đâu. Ok la. Ở bên đây chúng ta sẽ cần xem coi. Không biết rương trên đây có đồ xịn hay không. Hy vọng cho mình đồ xịn đi. Ở đây có hai cái rương này, chúng ta sẽ loot âm thầm. Răng rồng mà. Và thêm bánh mì này, bánh mì khá là tốt này, chúng ta có thể ăn được ha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm mình quên đem theo cái giường rồi. Không sao, đây có len luôn, ngon. Mình sẽ gom khoảng 3 len đi. Để chúng ta có thể, hay là mình ven mai đi. Để chúng ta lấy nhiều chút xíu. Đút linh hồn chắc là mình không cần cho lắm. Ở đây thì nó có nhốt ai không? Đằng kia có ngôi nhà có ai nữa kìa. Cái chỗ này mình biết. Cái này ấy, chúng ta sau này có thể dùng vài cái lọ đúng không? Những cái lọ này để mà chế tạo được một triệu hoa được một con boss. Đó, đặc biệt không? Khá đặc biệt luôn. Ôi mình nghĩ là mình sẽ giải cứu cho Iron Golem ra đánh phụ mình một tay đi. Cái tụi này nó khá là phiền ấy. Đó, cho Iron Golem giúp mình một tay nhá. Mình như đây mình sẽ lướt cái chỗ này đi. Hình như là có cái kẻ chiêu hồn thì phải. Nó mới dùng kỹ năng lên mình luôn, ghê thật sự. Ôi chúng ta vẫn còn dư 3 len ấy. Mình đóng lại hết luôn đi cho nó an toàn. Không nó tấn công mình nữa thì mệt ấy. Ở đây chúng ta sẽ đóng cái hàng rào đây luôn. Rồi có cái rương. Và ở đây đồ xịn thiệt. What the. Có cái này nữa hả? Cái này nó giống như cái series thời kỳ cổ đại của mình đó, nhưng mà nó sẽ khác hơn chút xíu. Nó có cho mình supply cam. Wow. Cái này ấy, dành cho bạn nào chưa biết thì nếu mà chúng ta chuột phải tới này ấy thì chúng ta sẽ có thể chọn cho mình những cái ngôi nhà để mà xây dựng này. Xây dựng những cái ngôi nhà tự động luôn, rất là hay. Wow, mình nghĩ cái này sẽ về nhà. Mình sẽ dựng thêm ở gần khu vực nhà phù thủy của mình. Là rất xịn sò con bò luôn ấy. Ngon, ngon lành canh me thiệt. Ui ui, Corrupted Eye, mình nhớ rồi. Chúng ta sẽ cần những cái 12 loại mắt khác nhau. Để mình giới thiệu các bạn chút xíu ha. Đây,
12 những cái loại mắt khác nhau, có những cái công trình khác nhau để chúng ta có thể đi đánh rồng được. Wow, một cái áo Amber Broth và những cái cây nỏ. Cái nỏ này xịn này, cái nỏ này cộng 2 soul gathering và những cái mũi tên. Ôi, những cái mũi tên bây giờ thì nó sẽ cực kỳ cần thiết đối với mình ấy. Ở đây có một loại khoáng sản khác. Ok, mình sẽ lấy những thứ cần thiết thôi ha. Kinh nghiệm thì để đây đi. À, dành cho cái này thì chúng ta biết này. Cái này khi mình chuột phải thì mình sẽ có một cái dòng búp gì đó kháng cự 2. Cái này mình đi đến nhau với lại quái là cực kỳ tuyệt vời luôn ấy. Không biết trên đây có quái không ta? Từ, mình cẩn thận chút xíu. Bây giờ mình lỡ mình cạo vỏ của cái cây gỗ này luôn rồi. Hình như là không có thì vậy. Ui, trên đây. Trên đây không có ai hết các bạn ơi. Từ từ, mình té rồi, mình vô tình té rồi. Ui, giờ chúng ta an toàn rồi. Không biết trên đây có mấy cái rương nhỉ? Một cái rương, hai cái rương các bạn ơi. Trên đây chúng ta sẽ có hai cái rương. À, mình có một cái totem of shielding. Cái totem này hình như nó sẽ bảo vệ mình hay sao ấy. Đây, nhưng mà mình không chụp phải được. Hay là chúng ta phải bỏ lên tay trái mới chụp phải được chứ? Không được luôn. Vậy thôi, mình cứ giữ trong người đi. À, có thêm chai kinh nghiệm này. Hiện tại thì mình đang thiếu món vũ khí và nó sẽ giúp mình luôn, tuyệt vời. Mình đang thiếu một cái cây vũ khí nhá. Mình sẽ có cái này, thêm một con mắt khác, 30 cái mũi tên. Một cái áo giáp khác nhưng mà mình không cần cho lắm. Chắc mình cũng sẽ để lại cái... mình mặc thử cái áo này đi. Coi nó đẹp không? Wow, mặc vô thì mình nhìn lịch thiệp quá. Nên mình sẽ giữ cái áo này lại nhá. Còn cái áo này thì sao? Cái áo này khi mình mặc vô mình sẽ trông như thế nào nhỉ? Wow, nhìn cơ bắp cuồn cuộn dã man được ấy. Vậy thôi, chúng ta sẽ miễn cưỡng lấy nó để về nhà trang trí đi. Mình sẽ cất những cái này vô, về nhà trang trí đồ cho nó xịn sao con bò. Ui trời, tối rồi, đáng sợ thế. Ngoài ra chúng ta có thêm một cái mũ của người nhện nè. Có thêm cái này, một cái vũ khí này. Nó tới 2 tốc độ đánh, nhưng mà sát thương hơi ít. Mình cũng không biết chúng ta có nên dùng hay không nữa. Đây, sát thương của nó đây, cũng bình thường thôi. Rồi, lấy thêm mấy cái lọ này, phôi sắt, một cái nỏ và đây cũng là một cái loại búp luôn. Wow, như vậy thì ở đây chúng ta loot được khá là nhiều đồ ấy. Cái này búp cho mình. Một cái teleyer. Được luôn, ui ôi. Bắn rất xa nhưng mà tuy nhiên độ bền của nó mình phải cần để dành nhá. Xịn sò thật sự. Wow, còn cái mũ này mặc vô thì nhìn cái mặt mình xấu quắc luôn. Ờ kìa, vậy thôi, xấu quá không lấy đâu. Bên đây vẫn còn một cái rương khác. Và cho mình một cái này, hình như cái này cũng là một cái tia laser luôn hay sao ấy. Ôi nhưng mà bắn, vẫn gây sát thương được cho con sâu này. Nhưng mà cái này sao quá thì không gây sát thương được. Vậy hai cái này bắn ra một cái đường laser rất là xịn sò. Và để mình sắp xếp lại nhá. Mũi tên này, một cây kiếm 4 tốc độ đánh nhưng mà chỉ có 2 sát thương thôi. Nè, mình chém nha nè. Mình chém nha nè. Ok, nhưng mà mình vẫn thích cái cây này hơn. Mình không cần chém nhanh đâu. Một cái mũ khá là xịn này, một quyển sách này, một con mắt nữa. Như vậy là cái rune này cũng có cho mình một con mắt hết trơn ấy. Đội mũ này vô thì mình nhìn ngầu hơn một chút xíu này, nên chúng ta cũng sẽ giữ luôn. Rồi, ở đây mình sẽ dễ cung này mình dùng thôi. Wow, bắt đầu nhiều đồ xịn rồi đấy, mình sẽ cất vô hết đi. Rồi, chừa mấy cái búp búp thôi. Cái này mình có thể búp được, mình sẽ chừa trong người để mà chúng ta dùng nhé. Còn lành rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cần thêm gỗ. Mình nhớ đây có gỗ này. 1, 2. Rồi, chúng ta sẽ làm cái giường để mình ngủ luôn đi. Cho nó xịn sờ con bò chút xíu. Ở đây mình sẽ đặt cái này ra. Và chúng ta sẽ chế tạo một cái giường cho mình để ngủ qua đêm nay ha. Để cái này ở đây luôn đi. Chuẩn bị ngủ rồi chúng ta sẽ đi khám phá thôi. Ngủ một đêm thật là dài. Đây, cái chỗ này tương đối gần nhà mình. Mình đã qua chỗ này một lần rồi. Xem một lần thôi để trong tập hôm nay khám phá cho nó dễ ấy. Bên kia là một cái làng các bạn ơi. Chắc là chúng ta sẽ chuẩn bị tiến qua cái làng đó thôi. Ở cái làng này thì có vẻ cũng khá là xịn đây. Một cái làng sa mạc. Nói chung cũng... nó có một ngôi nhà kính này. Cái này thì hơi lạ nha, mình chưa thấy bao giờ hết. Ủa, cái này có phải là cổ làng không ta? Hình như là không thì vậy. Cần tiến vô xem thử xem sao. Trong đây hình như nó có dấu cái đường đúng không? À không. Mấy cái đèn biển này, khi đập ra chúng ta sẽ ra được những cái miếng này. Đó chính là những miếng tinh thể lăn trụ biển sẽ giúp mình chế tạo một trong những for netherite cần thiet. Chính là for này. Prismarite. Trời ơi, ngon. Cái này tính ra nó cũng tương đối là rất là cần thiết đối với mình luôn ấy. Còn cái quặng này cái gì đây? Một cái lời quặng thôi. Ngon. Tự nhiên chui vô cái được đồ xịn luôn ạ. Trời ơi. Ây da. Cái gì mà đánh nhau đấy? Ủa, có một con rắn nhỏ thôi. Mà nó cũng tấn công dân làng nữa. Là trời. Rune xịn nha. Có khá là nhiều mấy cái manuscript nhưng mà mình không cần mấy cái này cho lắm. Bên đây nó sẽ có gì? Ui, có một cái vảy của nàng tiên cá và một cái xương rồng luôn này. Wow. Tính ra đầu series tới giờ mình chưa chạm mặt con rồng luôn ấy. Ở đây có một tập người. Hình như đây là phái Nga Mi thì phải. Có đúng như vậy không?
Ara. Ok, có vẻ khá là được đấy. Tuy nhiên thì bên khu vực bên đây thì chúng ta sẽ có gì đây? Có cho mình một cái này. Ui, kim tự tháp kìa, ngon. Vậy chúng ta sẽ có một cái kim tự tháp ở đây, mình sẽ lốt luôn. Ui, mấy cái này ấy, nãy giờ mình tìm được khoảng 3 cái lọ này đấy. Cái này rất là cần thiết luôn các bạn ơi. Sau này chúng ta triệu hồi boss rất là xịn sò con bò luôn ấy. Cái tạm thời mình cứ cất đồ trong room này nhá. Rồi sau một chuyến thám phá thì mình sẽ đi về nhà rồi chúng ta sẽ gọi là dọn dẹp lại. Ui, đằng kia nó có mấy con này hình như nó là... nó có thể tấn công mình thì phải. Đúng không? Là mới đừng có tấn công tôi. Không. Bên kia có một cái ngôi nhà gì đó, chút xíu thì mình sẽ tiến qua sau. Bây giờ thì mình sẽ cần lốt cái kim tự tháp ở đây. Đằng kia có một tộc người. Tộc người khác, gặp nhiều tộc người thật sự luôn ấy. Bây giờ mình sẽ tiến xuống nha. Ở dưới đây chúng ta sẽ có thêm 9 TNT. TNT cực kỳ cần thiết đối với mình luôn ấy. Wow. Cầm cái này lên để mình lốt TNT nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ok la. 9 TNT này. Cái này sẽ giúp mình tìm được Netherite nhé. Là một thứ mà mình rất rất là cần trong series này luôn. Và chúng ta sẽ có thêm một cái supply cam khác. Nice. Xịn thế nhờ. Ở đây có thêm một cái cây cung rắn đỏ hả. Một cái áo khác. Một cái potion of mana. Cái này hồi phục mana hả. Mana là cái dòng nào ta. Hình như là nước hay sao ấy. Hình như như vậy ấy. Xương bình thường hả. Thêm một quyển sách Vault. Quyển tách kho báu à. Wow, cũng được ấy. Yên cửi thì chắc mình sẽ lấy luôn. À, thuốc súng đặc biệt là phải lấy rồi. Ui, what the hell, sao mà xuống đây được vậy Goblin. Bao một cái thằng kia nào đó thì Goblin nó vẫn xuất hiện ở đây được. Và một cái rìu kim cương với sách hiệu sức 5 sẽ ra hiệu sức 6. Gia tài 3 sẽ ra gia tài 4. Mình có một trong những cuốn sách này không ta? Hình như là không. Hình như mình không có các bạn ơi. Cho nên là Sukuna. Nhưng mà đồ ở đây nó đỏ nó cũng xịn thiệt. Tiếc là mình không có trao đổi được gì với nó hết. Một cái áo giáp khác này. Những cái mũi tên này. Thuốc súng là cần này. Lấy thêm ít xương ngọc là bảo. Glow trap. Và một hai cái cây song kiếm à. Ủa cây này khá là mạnh này. Màu xanh nước biển thì mình nghĩ nó khá là mạnh đấy. Nhưng mà tuy nhiên mình không có cần cho lắm nha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm những sợi chỉ này. Lốt được cái nào thì mình cứ lốt đi. Không sao đâu. Lốt đi chúng ta cứ bỏ vô luôn hết là được. Một cái nỏ màu tím liệm luôn. Slayer crossbow. Nhưng mà mình nghĩ thôi. Chúng ta không nên lấy quá nhiều thứ đâu. Mình lấy như thế này là nhiều cực kỳ rồi đấy. Chúng ta cất vô là khá là mệt rồi này. Ở đây thì mình sẽ cất vô hết đi. Vậy là chúng ta có được hai cái supply cam. Nó sẽ giúp mình xây dựng được rất rất nhiều công trình xịn trong tương lai luôn ấy. Ngon. Sao mạng này xịn nha, sao mạng này xịn nha. Bây giờ mình sẽ tìm cách đi lên. Thôi để thanh niên Goblin dưới đây luôn đi. Mình có đem cái name tag này trong người không ta? Nếu mà có thể đặt tên ấy, mình đặt tên cho nó. Là cho nó giữ ở đây luôn. Và sau này mình cần mình sẽ xuống trao đổi cũng được ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cái con gì đó, cái con Goblin này nó sẽ không có despawn đâu. Nên chắc là sau này mình cần ấy. Mình đi qua khu vực này là chúng ta cũng sẽ tìm được ấy. Đây từ từ. Ok á. Sao nó không lót vậy? Đây đây, nó lót rồi đây. Thì từ nhà mình tới đây nó cũng khá là nhanh mà đúng không? Nó khá là nhanh đấy. Có gì mình sẽ qua đây để mình trao đổi lại ha. Ở đây là tộc người Satyr. Ok, khá là ngầu đấy. Chúng ta sẽ cầm cái khiên lên. Bây giờ mình sẽ vứt mấy cái block này đi, trừ một ít để chúng ta có thể bắt sau này thôi. Đằng kia là một cái tàn tích địa ngục hả? Tàn tích địa ngục bị chìm sâu hay sao vậy? Tại sao nó có một cái góc cột bằng hắc diện thạch vậy ta? Mình sẽ cần xem thử nó như thế nào. Ok, có vẻ như ở dưới đây nó sẽ có... À, chính xác rồi. Một cái tàn tích. Ngon 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 ngon. Chúng ta có nên ven mai cái chỗ này ra cho nó nhanh không? Nên, câu trả lời là nên. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa thấy cái đường. À, cái đường đây rồi. Đây là những thứ mà có ở đây hay sao? Một cái cây cung màu xanh và màu xanh nước biển à. Một cái mũ của Titan. À, cái này thì mình có một cái rồi nên chắc là mình sẽ lấy một cái thôi ha. Blind Ending 2 à. Giữ luôn đi. Không nhận là có nhiều thứ mà nó khiến mình không thể bỏ được ấy. Nên cứ lấy hết vậy. Tham lam đi, tham lam đi. Mình rất tham lam mà. Ở đây chúng ta là một ngôi nhà khá là nhỏ của những thanh niên dân làng. Thanh niên này là một cái người cư dân bình thường thôi. Mở rương thì ông không có đánh mình. Có vẻ như ông che giấu cái gì rồi ấy. Ôi. Trời, ông đi đánh nhau rồi kìa. Ghê thiệt. Hình như có một cái đường đi lên thì phải. Trong tất cả những cái rương này không hề có một cái gì hết. Trên đây có thêm một anh nữa. Ở đây có một cái hộp chơi nhạc khá là được này. Tất cả đồ ở đây đều không có cái gì hết luôn. Vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị đi khám phá tiếp thôi. Chắc là mình sẽ tiến lên thẳng hướng bắc ở trên đây. Để chúng ta tìm những công trình xịn xịn nhé. Hình như ở đây mình thấy một cái làng phù thủy các bạn ơi. Mình biết cái chỗ này. Đây, cái chỗ này là một cái làng phù thủy. Và những cái công trình nhà ấy nó rất giống với lại cái căn cứ của mình luôn. Ok, sao lắc thế? Cái đoạn này nó lắc. Nó lắc nhà phù thủy, sao nó lắc quá trời lắc luôn. Ok,
Thì đây là một cái chuỗi nhà phù thủy luôn các bạn ơi. Rất là xịn nha. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một block kim cương này. Giờ đây lối thử nhá. Ok, trước tiên chắc mình sẽ cần lấy thêm ít block đi. Ôi trời gần tối rồi. Lấy thêm ít block để chúng ta có thể bắt vào chút xíu nhá. Ok, cái làng phù thủy này rất là xịn các bạn ơi. Tính ra nó sẽ đẹp hơn nếu chúng ta chọn khu vực này làm nhà đấy. Nhưng không sao đâu, mình đã có căn cứ rồi. Từ, để mình lên chỗ này. Có tụi kia đâu? Kêu Su Huynh mà tới đây. Kêu Su Huynh mà tới đây coi. Mấy cái thằng kia đâu rồi ta? Sao nó không có ra đây vậy ta? Mình cần tiêu diệt cái tên tên chúa thôi mà chúng ta lấy được một block kim cương siêu cực kỳ VIP. Cái tên nào mà to nhất á chính là nó. Tuy nhiên thì thôi, chúng ta nên đi ngủ đi. Chắc là mình sẽ tạm tha cho chỗ này đi. Tại vì kim cương cũng không khó tìm lắm đâu. Tạm tha cho tên chúa nhá. Chúng ta sẽ đi vô xem coi cái làng phù thủy này nó trông như thế nào. Ở bên dưới đây nó có một cái tàn tích của cái địa ngục này, khá là được. Wow, cái làng phù thủy này có vẻ xịn nha. Đây, cái tàn tích đây. Ok là, đúng rồi. Cái này nó xây theo cái mũ phù thủy rõ ràng luôn này. Và trên đây nó có một cái áo luôn. Mình sẽ đi theo đường này luôn, đường quyền. Wow. Trời ơi, cái áo của phù thủy nó đẹp. Ôi, các bạn nhìn mình nè. Tên của nó là Whitbrop. Ôi, đẹp thật sự. Nó tới 8 giáp luôn các bạn ơi. Cái áo mình đang mặc hiện tại bao nhiêu giáp nha? Cũng 8 giáp luôn. Cũng 8 giáp. Cái này cũng 8 giáp nên thôi tạm thời mặc cái áo của phù thủy đi. Để chúng ta trông giống phù thủy chút xíu ha. Ở đây thì nó có những cái đèn. Plus, ồ cái này là cái gì nhỉ? Cứ lấy đi. Mấy cái mảnh này có vẻ nhìn nó khá đặc biệt. Ôi ôi. Cái này về trang trí là khỏi chơi luôn nhưng mà thôi không lấy đâu. Khá là nhiều nến này. Đi xuống rồi sẽ xem coi có cái gì đặc biệt dưới đây không. Có những cái thùng này, ở nhà mình cũng có. Ơ ơi, phù thủy à. Đó, hình như ngôi nhà này cũng có một hai ông thử ấy. Đó, mình cứ gọi ông thôi. Đồ đây thì chúng ta không thấy đường nha. Chỉ toàn thấy là những cái đồ này thôi. Và nó có rất nhiều đường đi. Bên kia có vẻ như có một ngôi nhà khác. Để mình thử, mình lướt từng ngôi nhà xem sao. Ủa, cái làng phù thủy này nó đẹp cực kỳ luôn ấy. Mình rất thích những cái loại gỗ này luôn ấy. Rất là thích luôn. Ủa, trên đây có phù thủy luôn. Có phù thủy luôn. Rất sợ nó ném độc nên mình sẽ cẩn thận nhé. Chém nó trước để cho nó uống cái lọ thuốc hồi máu vô đi. Không có ném độc mình thì sẽ rất là căng ấy. Ôi, sao mày lại đây thế? Hả? Tao làm gì mày mà mày lại dí tao hả? Một cái tộc người ở đây. Lại là cái răng của tụi nó. Kệ đi. Chúng ta sẽ đi qua khu vực trung tâm đi. Ôi các bạn ơi, nếu chúng ta chọn chỗ này làm căn cứ thứ hai thì sao nhỉ? Đẹp thật. Bên dưới có cả một ngôi nhà con ngựa luôn chứ. Mới xịn này. Ở đây thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều phù thủy rồi. Mình sẽ bắn cung với ổng đi. Một hit này, hai hit này, ba hit là sẽ hẹo thôi. Cái cung này tương đối mạnh nên là hẹo rất nhanh. Một cái quần phối hợp vô thì ủa cái quần của mình nó không có bị phá được, nhìn nó xịn thiệt. Ủa không mặc được à, chỉ mặc được cái này thôi. Hình như mặc cái quần này là phải gỡ lên cái ủng ra mới mặc được các bạn ơi. Ok, chúng ta sẽ xem coi. Anh bạn ơi, hồi máu hả? Ổng đang pha chế thuốc rồi các bạn thấy không? Ổng đang pha chế thuốc luôn ấy. Ngầu nhờ. Ở đây chúng ta có ai nữa không? Trên đây thì không có ông nào hết. Có vẻ như nó giấu rương trong đây hay sao ấy. Để xem. Hình như nó giấu rương. À không, trong đây nó không có giấu gì hết các bạn ơi. Mình hơi đa nghi quá sức tưởng tượng rồi. Chết vô. Như vậy thì tạm tha trong này nhớ. Hay là mình tiến vô thẳng cái ngôi nhà trung tâm luôn đi. Để xem coi ở đây nó có gì đặc biệt. Chứ mấy ngôi nhà khác thì mình thấy có vẻ là không có gì rồi ấy. Ủa, đi xuyên qua cái cây luôn. Và đây là ngôi nhà trung tâm. Nó có một cái chỗ pha thuốc và có một cái đường đi lên. Mình sẽ chuẩn bị đánh nhau luôn nhá. Một ông phù thủy ở đây. Có một ông thôi các bạn ơi. Hình như ông này ổng là cái trưởng làng ở đây hay sao ấy. Ok là. Và trên đây không có rương. Ô, một cái cửa sổ rất là đẹp này. Nhìn xuyên ra ngoài được rất là hay luôn. Một cái bàn chế tạo cái này thì mình không có lấp chịu phải ra được. Ô, suy ra thì đây chỉ là cái làng phù thủy thôi. Và không có gì đặc biệt ở đây hết các bạn ơi. Không có đồ xịn hay cái gì cho mình luôn. Nên nhiều lúc nó cũng hơi buồn đấy. Nhìn sơ sơ qua chỗ này thì rất là đẹp mắt luôn. Cực kỳ là đẹp mắt luôn ấy. Nên là mình sẽ ghi nhớ lại chỗ này. Nó cũng gần nhà, gần cái khu vực nhà của mình. Nhà mình dưới đây. Lên tới đây chắc cũng cách vài ngàn block thôi. Ok, sau này thì khi có Waystone thì mình sẽ chọn chỗ này làm căn cứ thứ hai ha. Tại vì nhìn nó đẹp quá mà, chúng ta không thể từ chối được. Bây giờ mình sẽ đi qua thử cái ngôi nhà bên đây xem coi có nó là cái gì đặc biệt ha. Phải chăng đây là cái căn cứ thứ ba của tôi hả ta? Một con rùa mini rất là dễ thương. Ok ha. Và chúng ta tính ra nó y chang cái căn cứ của mình luôn. Tính ra cái chỗ này á, nó y chang cái căn cứ của tôi luôn. Đây, nó có ông phù thủy các bạn thấy không?
chúng ta có nên cân nhắc chuyển nhà không các bạn nhờ? Ở đây tính ra ấy, nó vừa cái gần cái làng phù thủy mà nó ở biome xịn hơn nữa. Ở cái chỗ biome này của mình ấy, nó rất là xấu và nó có rất nhiều quái vật. Và cái chỗ này thì mình thấy này, nó gần làng, gần một cái làng phù thủy luôn. Và mình thấy nó có vẻ là xịn hơn đấy, không sao. Nếu mà mình có làm gì ấy, mình sẽ làm trong thời offline đấy các bạn, yên tâm, không sao đâu. Chỗ này nó cũng sáng sủa, đường đi lên đi xuống cũng đẹp luôn. Có một cái hồ lava trước mặt luôn chứ. Chúng ta có thể làm được một cái công địa ngục ở đây. Thì mình nghĩ là mình cần dập lửa lại. Mình sợ nó cháy rừng ở đây ghê quá. Thôi mình sợ nó cháy lắm. Mình dập hết lửa luôn đi. Vứt mấy cái này luôn đi. Chúng ta dập lửa chỗ này trước. Mình sợ nó cháy cái làng này xong rồi chúng ta mất luôn cái cơ hội gọi là ở đây nữa. Nên chúng ta cứ đảm bảo sự an toàn của cái biome mà đi. Một biome rất xanh và rất đẹp. 10 điểm, 100 điểm luôn. Rồi, ở đây chúng ta còn cái gì nữa không? Tiến lên đây là một cái khu vực đồng bằng này. Ở đây thì mình thấy cũng có một vài chấm đỏ, không biết là con rắn này có tính là chấm đỏ hay không nữa. Mà gặp mình là nó auto chạy à. Nên chắc nó cũng là... có cái bọn cướp à. Có bọn cướp ở đây thì tại thì có sẽ có công trình của tụi nó ở đây ấy. Mình sẽ cần đi xem thử xem. Thôi. Con này mấy sao đây? Một sao, không sao. Một sao thì nó sẽ có thể tỷ lệ rơi ra. Ui da, có một tên khác đã bắn mình nữa. Nó sẽ có tỷ lệ ra cho mình một quyển sách Engine xịn đấy bà con. Đúng như dự đoán thì nó cho mình một cái Potion Barrier 6 các bạn à. Hình như là nó sẽ giúp mình ngăn chặn được cái độc hay sao ấy. Khá là tuyệt vời mặt trời luôn. Ngon lành. Đó, cứ tìm mấy cái tên một sao thế này mà chúng ta tiêu diệt ấy là được toàn là đồ xịn không thôi luôn ấy. Ngon thiệt. Ok, chỗ này nó có một điểm trừ là nó gần cái tuổi cướp dân làng thôi, nhưng mà cũng không vấn đề đâu. Đỡ hơn gần cái con rắn bảy đầu các bạn ơi. Bên kia là ngôi nhà cũng tương đối đẹp. Chúng ta đã qua một cái biome khác rồi. Ok là mình nghĩ chắc là tới lúc chúng ta nên đi về nhà rồi đấy. Chúng ta làm một cái công địa ngục rồi đi vô địa ngục để mà tìm những cái công trình xịn, tìm thêm Netherite. Mình rất rất là cần Netherite luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ có gì đây? Ngôi nhà. Một cái waystone. Trời ơi, thứ mình cần đây rồi. Chúng ta sẽ có một pha chuyển nhà rồi các bạn ơi. Thì các bạn kêu mình đó là mình đã đọc tên sai ông này rồi. Mình đọc lại đi. Tên ổng là Dwarf. Đúng không? Đọc vậy đúng chưa? Blacksmith. Ok. Chào ông nhá. Ở đây thì ông cho mình những cái bộ đồ này thôi. Khá là xịn. Sorry ông lão vì đọc tên sai tên nhá. Trên đây có đồ không? Mình nhớ bình thường ấy, ở những cái chỗ này nó sẽ có đồ ấy. Có này. Sắt mình đang khá là cần. Rất cần sắt luôn. Bỏ mấy cái này lại đi. May quá, đợt này mình được mấy cái waystone các bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ có thêm một ít sắt với lại emerald nữa. Ngon lành canh me. Một ngôi nhà bỏ hoang ở bên đây. Nhìn trên map thì trên đây có vẻ như là ổn rồi. Nhà này của Gatekeeper. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ này để chúng ta đặt cái waystone về nhà ha. Cho nó ok. Mình nghĩ là mình sẽ chuyển nhà qua đây. Tại bên đây nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều đấy. Và đây rồi. Vô nhà thôi. Cái chỗ này thì để cho nó an toàn hơn, mình nghĩ mình sẽ cắm đuốc cho nó sáng sáng gần trước khu vực nhà mình đi. Snack này. Ok. Mình cần tiêu diệt những con snack này để đảm bảo cái sự an toàn của chúng ta. Ok là chưa. Ở đây như thế này nữa. Ok. Bây giờ thì nhà nó cũng tương đối an toàn một chút xíu rồi. Nhìn ở đây nó có vẻ xịn hơn thiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt một cái waystone. Ở đây sẽ là home chính thức đi. Mình nghĩ là mình sẽ ở ngôi nhà này chính thức hơn là ở cái làng ấy. Nó gần làng, sau này mình cần mình đi qua lại thì được. Bây giờ mình sẽ chuyển về cái home đầu tiên của mình. Là cái home này. Đó, đây là cái giường. Và mình nghĩ là mình cũng sẽ lấy lại hết đồ luôn. Để chúng ta có một pha chuyển đồ thật là xịn luôn. Đi qua khu vực bên kia. Chỉ có mình có để một cái rương này ở đây thôi. Nên chắc là chuyển đồ cũng không khó lắm đâu. Bây giờ thì mình sẽ cần nâng một thứ các bạn ơi. Cần nâng một thứ. Cái ba lô này lên thành sắt để chúng ta chứa thêm một ít đồ. Để chuyển đồ pha này. Mình sẽ chứa hết cái này luôn đi. Đó. Pha này chuyển đồ nó cũng sẽ căng thẳng đấy. Bây giờ thì mình sẽ gom hết sách vở này ra. Và mình sẽ ven mai hết những cái khúc này. Chết rồi. Cái đoạn này chúng ta vẫn còn chứa một ít đồ đây nữa. Mình sẽ chứa một ít vô trong đây. Để nhặt lại những cái món đồ này. Rồi xong rồi đấy. Như vậy là mình có thể yên tâm chuyển nhà đi rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển qua đây và sắp xếp lại mấy cái đồ bên đây trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái waystone đi nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể đặt những cái rương ở đâu này. Mình nghĩ có thể đặt được hai cái rương ở đây. Đó. Và không cần phải sắp xếp gì cực đâu. Gỡ mấy cái này ra. Móc 2, 3, 4. Cái cửa sổ này chắc là chúng ta không cần dùng tới đâu. Đó. Mình sẽ có được những cái rương khá là to những cái chỗ này. Là nghĩa là đủ rồi. Chỗ này thì nhìn ra ngoài để mà khám phá được thế giới xung quanh đồ. Nó có vẻ tương đối kỳ thú đấy. Ở đây có thể để được một cái rương tạm thời nữa. Đó. Cái chỗ này thì mình sẽ tìm cách trang trí ngôi nhà mình lại đi. Đặt lên những cái chỗ này đi. Đó.
Ok là chưa? Khá là xịn sò rồi. Bây giờ mình sẽ sắp xếp rương lại một chút xíu. A few minutes later. Và hiện tại thì phù thủy Red đã sắp xếp xong đồ rồi các bạn ơi. Mọi thứ các bạn cũng đỡ rồi. Tuy nhiên thì bây giờ ấy, có một cái điểm ấy là cái vực chỗ này nó hơi tối này. Nên là mình cũng phải cần gọi là cân nhắc lại cho nó xịn xịn xíu. Trước tiên chúng ta sẽ làm khoảng đuốc, đúng rồi, chúng ta sẽ làm thêm đuốc đi, tại vì nó sẽ cần rất cần thiết ấy. 1, 2, 3, 4. Đó, thêm những cái stick như thế này. Chúng ta sẽ làm thêm đuốc. Và mình nghĩ đuốc thì nó sẽ làm xấu khu vực nhà đi ấy. Chúng ta thay bằng đèn lồng thì nó sẽ xịn hơn. Nên là mình sẽ dùng qua sắt rồi. Chúng ta được khoảng một mớ sắt đây. Ở đây, đây có một ít hạt sắt này. Lấy thêm cái này với một ít này để chúng ta có thể làm ha. Và như đây, ở chỗ này nó còn thiếu một cái bàn chế tạo các bạn ơi. Nên chắc là mình sẽ làm một cái bàn chế tạo ở đây luôn. Lần trước mình tìm được khá là nhiều gỗ luôn này. Nên tha hồ mà dùng. Ở đây chúng ta sẽ thay cái bàn chế tạo vô cái góc nào đây ta, cho nó thực sự là xịn. Góc này được không? Góc này được này, góc này ổn này. Và chúng ta sẽ chế tạo cho bản thân mình. Đấy, những cái đèn lồng được 6 cái, khá là nice đấy. Và nếu mà ngôi nhà này làm bằng đèn lồng linh hồn nó sẽ càng đẹp hơn nữa. Ở đây thì có cái này nên mình không có thể đặt ra được. Đây, mày quá. Cái chỗ này làm sáng được cái phần rương của mình rồi, mừng ghê á. Thêm cái chỗ này nữa thì trong nhà nó sẽ ổn hơn rất là nhiều đấy. Ở đây có làm được không? Ở đây làm được một cái đèn. Ở đây làm được cái đèn nữa. Ngon. Ở nhà mình bắt đầu sáng sủa hơn rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần thắp lại đèn một vài cái nến ở bên ngoài nữa. Mày quá, còn một sỏi các bạn ơi. Ô, cái này thì đóng mở ra được à. Căng thẳng thế. Bây giờ thì phải thử cái vận may thôi bà con ơi. Đó, để xem coi chừng nào nó mới ra. Chẳng lẽ nó không bao giờ ra cái đá lửa cho tôi sao? Đây, rõ rồi, mày ghê. Và hồi nãy mình ngựa mình bỏ cái kia nên bây giờ chúng ta phải làm lại cái khác. Như thế này. Bùm. Bây giờ thì đi thắp sáng ước mơ ở khu vực nhà chúng ta thôi. Thắp sáng ước mơ này. Có thể là mình đi về nhà kia để mình lấy một ít đồ qua đây để chúng ta trang trí lại khu vực nhà này ấy. Đó, ở đây nó còn thiếu những cái đèn nữa các bạn. Bên góc bên đây còn thiếu 1, 2, 3, 4 đúng không? 4 chỗ những cái đèn. Nên mình sẽ... Ủa ơi. Có cái tụi bọn cướp ở đây nó bắn cung mình. Thôi kệ đi. Không sao. Mình không có muốn đo co tụi nó ngay bây giờ cho lắm. Mình đang có một cái hạch khá là hay các bạn ơi. Từ. Bây giờ chúng ta sẽ về khu vực home kia. Bên đây thì mình có thể lấy đi được mấy cái đèn này để mà chúng ta trang trí này. Đó. Ngon lành. Lấy theo. Cả mấy cái cây nến luôn. Mấy cái nến trang trí khá là xịn đấy. Cái trái đất xoay quanh nhà mình cũng có nữa sao? Xịn vậy. Lấy luôn. Ok. Lấy mấy cái hộp này luôn. Giờ chúng ta bào hết khu vực này luôn các bạn ơi. Xịn thật sự. Rồi, chắc như thế này thôi là được rồi đấy. Không biết nên lấy thêm mấy cái khác hay không. Thêm một vài cái nến nữa đi. Để mà cho khu vực nhà mình nó đủ sáng nha. Ok là. Bây giờ chúng ta sẽ về đây. Và trang trí khu vực nhà cửa thôi. Được những cái nến màu khá là nhiều này. Và chúng ta được thêm ba cái loại này. Ok, mình sẽ trang trí tổng thể trang trí khu vực nhà đi. Ở đây thì hết chỗ rồi. Ở đây chúng ta sẽ cần mấy cái đèn ấy. Cái chỗ này nó hơi thực sự là tối này. Mình sẽ gắn một cái đèn lồng ở trên cái góc này. Đó, đẹp liền. Ngoài ra thì bên ngoài chúng ta sẽ như thế này đây. Đặt hai cái đèn ở ngay cái cửa chính diện như thế này. Đó, nó xịn thật sự luôn ấy. Thêm một cái đây nữa. Và chúng ta sẽ đặt những cái nến đây. Hai cái này đi. Xong rồi, hai cái này đi. Đó, xong rồi thêm hai cái này nữa. Fit màu với nhau như thế này thì rồi xong. Khu vực nhà mình chính thức gọi là sáng trưng luôn. Nhưng mà có một vài tên nó cứ phá đám tù hoài kìa. Thêm cái trái đất. Ôi trời, không được. Gỡ cái này ra. Và thế là mình đã xử lý xong tất cả rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn không có đủ độ sáng cho lắm. Rồi. Ở đây nó có một cái điểm trừ là vừa đi ra là có cây cung nó bắn vô cái đầu mình liền. Nhưng mà không sao. Mình cũng đang muốn thử nghiệm một vài thứ ấy. Từ từ để mình trang trí cái góc này ở đây đi. Đó. Mình đang muốn thử nghiệm một vài thứ các bạn ơi. Là cái cung màu tím này chúng ta không biết có thể dùng được hay không. Mình cứ lấy ra dùng thử đi. Dùng ba cái loại này đi. Cất cái này vô. Và dùng cái loại cung tên kia. Cung tên kia hình như mình cũng vô tình mình cất vô trong rương này rồi hay sao ấy. Đây, chính là cây cung này. Mình phân chia ra thành một rương trang bị, một rương cung và những cái rương này. Đó, để chúng ta có thể cất đồ thôi. Chứ không có gì đặc biệt đâu. Ở đây là những cái đồ linh tinh này. Mình thì không biết sắp xếp sao cho nó đều mấy cái này. Nhưng mà tuy nhiên thì đồ linh tinh không nhiều nên chúng ta cứ sắp xếp trong một rương thôi. Bây giờ thì thử nghiệm cái đó. Không bắn được các bạn à. Chúng ta chỉ có thể dùng được cái mũi tên kia thôi. Mũi tên này chúng ta phải dùng cho lại cung khác thì phải. Rồi trước tiên thì mình sẽ cần xem coi bên kia có một cái tộc người Aura. Ở ngoài thì nó tương đối tối. Ngôi nhà mình nó tối tăm thì nó cũng hơi đáng sợ đấy. Cắm đuốc vào đây cho nó đỡ sợ chút xíu. Mày, nãy giờ cứ vậy hoài luôn ha. Ba mũi tên là nó sẽ chết ngay thôi. Cung của mình khá là mạnh đấy.
Đó, cứ vậy là mà làm. Làm mọi thứ. Ồ, chỗ này nó hơi tối này. Hình như mấy cái đuốc này, mấy cái nến này nó cũng không có giá trị gì mấy ấy. Ok la, đóng cửa lại thôi. Có cái chỗ này nó sẽ tương đối là căng thẳng thôi. Rồi bây giờ mình sẽ ngủ một đêm. Chúng ta sẽ làm một cái giường. Một cái giường đem theo trong người để sau này mình có thể đi khám phá một cái giường ở nhà nữa không. Cái giường ở nhà này thì tôi ngủ ở đâu thì nó sẽ đẹp bà con. Mình nghĩ ấy, là dọn cái bàn này vô túc bên trong này đi. Rồi, chúng ta sẽ đặt cái giường ở đây. Ngủ cạnh khung cửa sổ thì mọi thứ sẽ cực kỳ là xịn hơn. Mình mới bị crash game cái các bạn ơi, cay thật sự. Và hôm nay thì mình muốn làm thêm một thứ trước khi mà chúng ta kết thúc series này. Muốn test thôi chứ mình chưa có dùng nha. Mình test những cái supply cam này ở phía trước nhà, xem coi nó có thực sự là ổn hay không nhá. Tại vì á, chúng ta có thể dùng supply cam này tương đối ổn luôn. So với cái căn cứ cũ của mình ấy, là địa hình nó không có bằng phẳng để chúng ta xây dựng, thì chỗ này nó khá là bằng phẳng cho mình luôn. Mày ha, mày có đồng bọn nè, cứ kêu tới đây hết, mình xử lý hết. Nè, ở đây mình sẽ thử đặt ra nhé. Ở đằng kia nhiều ara quá. Đó, thì ở đây trước mắt chúng ta xây dựng được một cái lều này. Không biết là cái nào nó sẽ đẹp nhờ. Nói chung nó có rất nhiều loại các bạn ơi. Và cái này thì mình nghĩ là mình sẽ dùng trong tập sau. Đó, trong đây offline thì mình sẽ cân nhắc những cái này thử xem coi chúng ta có thể làm được gì hay không. Wow, một cái chiếc thuyền bay luôn à. Ngon lành thế nhờ. Ok thì ít ra đi. Trong tập sau mình sẽ xây dựng cái này, các bạn yên tâm. Xây dựng một hoặc hai cái luôn. Còn bây giờ thì... quên nữa. Trong tập sau mình xây dựng cái này. Và song song với đó mình sẽ đi xuống Nether để mà khám phá hóa thân thành ông phù thủy siêu xịn nhá. Còn bây giờ tiếp tục quá trình này thì chúng ta sẽ cần đi qua bên đây, lấy lại cái waystone, sau đó chạy bộ lên khu vực nhà mình để chúng ta có thể tiết kiệm được một cái waystone ha. Ok thì tiếp tục lại chạy bộ lên nhà thôi. Ok thì tập hôm nay của mình cũng đã dài rồi, và chắc là mình sẽ kết thúc tập này tại đây. Và nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, lấy cái này cái đó, và một subscribe nhé. Ok và tạm biệt tất cả các bạn, và chúc các bạn một ngày mới thiệt là tốt lành.